Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã tận hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc những ngày qua. Chuyến đi này, nàng Wax liên tục cập nhật những khoảnh khắc tình tứ bên chồng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Sau khi kết hôn với Quang Hải, Chu Thanh Huyền đã lập luôn kênh Huyền Hải Daily Vlog chủ yếu để cập nhật tất tần tật những hình ảnh về cuộc sống đời thường của hai vợ chồng lên mạng xã hội. Và tuần trăng mật ở Phú Quốc cũng không ngoại lệ. Dễ dàng nhận thấy trong chuyến đi này, hot girl Sơn Tây cứ sơ hở là cập nhật clip, hình ảnh tình bể bình bên cạnh chồng cầu thủ còn hội ở nhà đóng tiền mạng chỉ để online xem họ đang ăn sáng ở villa đối diện biển hay đã vào tới phòng massage chưa. Đặc biệt, khoảnh khắc khi Quang Hải, Chu Thanh Huyền ngắm pháo hoa và khóa môi nhau đầy lãng mạn đã khiến cộng đồng mạng không thể ngồi yên. Có thể nói, từ sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi đã không ngại trao nụ hôn ngọt ngào cho đối phương mọi lúc, mọi nơi, từ thang máy tới trong phòng riêng, ngoài vườn đến lên bar, trước sự chứng kiến của bạn bè người thân. Cũng trong chuyến trăng mật, nàng Wax sinh năm 2000 đã lộ rõ vòng hai to vượt mặt. Cô từng công khai mình mang thai sau tháng thứ 3 mà cụ thể mấy tháng thì không biết. Thế nhưng, chiếc bụng tròn lẳn đáng yêu chỉ cần vợ Quang Hải có chuyển động là lập tức lộ rõ khiến dân tình thích thú. Ngắm mẹ bầu khoe dáng vui tươi phơi phới dân mạng không giấu được sự phấn khích. Nhiều người còn để lại lời khen Chu Thanh Huyền có bầu, vóc dáng thay đổi, thấy lộ bụng rõ nhưng vi rùa vẫn không suy chuyển, thậm chí nhuận sắc hơn. Còn nhớ tại thời điểm Huyền Hải hẹn hò bí mật trước đây hay khi mới công khai đám hỏi, hot girl Sơn Tây luôn flex triệt để vòng eo con kiến của mình trong những trang phục bó sát khiến dân tình trầm trồ. Còn hiện tại, cô nàng chọn diện váy áo form rộng để giấu dáng và thoải mái hơn trong những tháng giữa thai kỳ. Dù là người không thường xuyên theo sát cuộc sống của Chu Thanh Huyền thì cũng có thể bắt gặp nàng này. Và cập nhật trong vô thức cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào của cặp đôi vì nhiều clip của Hải Huyền Vlog lên xu hướng TikTok. Có thể kể đến như một số phân cảnh vợ chồng trẻ khóa môi trong thang máy khu nghỉ dưỡng hay cảnh Chu Thanh Huyền đút bánh ngọt cho Quang Hải ăn và biểu cảm thú vị của cả hai cứ khiến dân tình phải ăn cơm chó online. Chiều ngày 11 tháng 4, cặp đôi đã trở về Hà Nội. Theo tiết lộ của nàng Wax sinh năm 2000, vừa về đến nhà Quang Hải đã cầm bóng ra sân tập luyện. Được biết, đây là sân cỏ nhân tạo mà gia đình chàng cầu thủ đang mở trung tâm bóng đá cộng đồng. Vừa mới hạ cánh một cái là ông già phi ngay ra sân để tập luyện rồi các chị em mình ạ, ý chí và tinh thần thể thao rất cao. Cứ tự mình một quả bóng hùng hục từ nãy đến giờ các chị ạ, Chu Thanh Huyền khoe trên mạng xã hội. Có thể thấy, hot girl Sơn Tây vui ra mặt khi nhìn thấy chồng chăm chỉ tập luyện. Khoe với dân tình trên mạng về chồng chắc là cô nàng tự hào lắm đây. Về phía Quang Hải, anh chàng tự tập thể lực với bóng. Khi nghe Chu Thanh Huyền gọi, tiền vệ gốc Đông Anh đã biểu diễn thêm vài động tác kỹ thuật và chạy về phía camera của vợ. Trước đó không lâu, anh chàng còn bị bắt gặp đứng trên ghế nhún nhảy làm đủ động tác cực hài hước. Rõ ràng là khi lấy vợ, Quang Hải cũng đã mở lòng hơn, tự nhiên thể hiện tình cảm ở ngoài phố, trên livestream của bạn đời. Tuổi 27, tiền vệ tuyển Việt Nam có cho mình gia đình hạnh phúc và chuẩn bị đón con đầu lòng. Sau tất cả những lùm xùm tình ái, giờ đây người ta chỉ nhìn thấy một Quang Hải hết lòng vì vợ con.